Nếu mà ai vận hành cái máy này em, bên bên ai vận hành cái máy này? Không, ý em hỏi là bên bên ai vận hành cái máy này để bên em hướng dẫn xử lý một vài cái cơ bản đó để sau này mình tự khắc phục cho. À không, vận hành này. Nói chung là ở đây là nhiều người sử dụng lắm nhưng mà cái ốc này này là điều chỉnh độ ép xuống. Vậy thì bây giờ dây anh rất là mỏng như này, bình thường anh làm dây dày ok, nhưng chuyển dây mỏng thì anh có lỗ này này. Anh chút cái đấy xong anh quay cho em và chỉnh thật chặt xuống đã, cho mình lối lỏng ra cho em với. Cái này nó xài không dây kia đúng là em chạy ok, nhưng mà chuyển dây này nó bị kẹt. Khi bị kẹt thì anh phải rút nó ra, anh vặn cái góc này anh lấy ra đã. Đấy là do mình này, không chỉnh điểm dày này, nó đơn giản thôi mà. Nhưng mà vì mình cái này nó độ dơ này, đâm ra nó trượt. Trượt đâm ra nó thành nó đùn vào nhau, đâm ra nó bị kẹt, do nó trượt nó đùn vào. Vậy thì bây giờ mình phải chỉnh nó bám sát xuống. Vì mình ban đầu mình chưa có tiêu chuẩn chỉnh nó đâm ra nó bị trượt thì anh phải tháo này ra, anh rút ra. Còn nếu kẹt bên trong anh phải tháo hẳn ra, không rút được thì tháo hẳn này ra lấy ra. Khi mà lấy rồi anh vặn chặt hẳn với em xuống, chặt hẳn đúng đã rồi anh lối lỏng dần thì nó ok. Còn nếu vì mình không vẫn có độ dơ, mình có chỉnh ví dụ như là chỉnh một vòng vẫn có độ dơ thì vẫn kẹp, thì mình chỉnh cái điểm nào không định thì gọi là lúc đấy gọi là ok. Như thế này em chỉnh chặt xuống hẳn thì ok, thoải mái. Còn nếu vừa sau em chỉnh hẳn với hai chặt một vài cái là đi. Vậy thì cái nguyên nhân định là do chỉnh em có hướng dẫn rồi mà mình cũng không làm rồi, nó là do máy.